Happy birthday to you! Happy birthday to you! Cô thiếu hút góc thì cô này dễ hơi nè. Dễ quá. Ơ, gỡ đầu rồi. Hoa này để anh đi tìm hết. Cô này dễ quá. Bắt đầu. Cô thiếu hút. Cô thiếu hút đến. Ô, gỡ 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 đúng lên. Thế không mặc con mê à? Không, mặc cái này. Hôm nay sinh nhật cậu à? Không, hôm nay sinh nhật cháu. Nào, thì hôm nay sinh nhật Thịnh cho tròn 5 tuổi. Gia đình tổ chức mua cái bánh nha để chúc mừng Thịnh. Thế bây giờ Thịnh sang một tuổi mới nha. Thế và sang năm là cháu là đi học đàng hoàng nha. Chắc chắn là như vậy. Xin chúc mừng. Rồi. Không ai vỗ tay. Rồi, từ đầu đến lúc ở Hà Nội không hề mắc mắc. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bố cháu bật sâm banh xong nhá, bố cháu bật xong. Vỗ tay. Vỗ tay nào. Không lại vào. Em đây này. Cháu. Cái này nó không nổi. Rồi hết rồi là. Mình cảm ơn. Rời đúng vào cái đĩa này. Đúng vào đĩa là. Mời em có đi cà phê ạ. Lỗi. Bây giờ càng tốt. Mở mày mở mặt thế được. Bắt đầu. Hôm nay năm mày trở nên to thế. Thế nhỉ? Sướng. Năm nay 5 tuổi mà. 5 tuổi mới được nhiều hơn. Trẻ không khác sang lên. Tôi hỏi cho bây giờ. Về thể dục thể thao và tự lựa chọn. Thôi thôi em cũng thích công ít đi. Rồi, nhất định nè. Nào. Nào. Ok. Nào. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Thịnh hôm nay được vinh dự được đón em Thái được 5 tuần tuổi, hôm nay cũng về dự mới ngày nhé. Đấy, Thái hôm nay đang ngủ đây này đấy. Không được đi ngủ. Rồi mang rồi bánh đưa đi ngủ trước. Ok, uống đi nào. Thôi cho thổi lên. Thổi từng cái một. Thổi từng cái một. Và tôi trả lời được chương trình. Nó dập cửa mà giết nữa. Năm ngoạn đến là tắt. Hello. Tắt rồi. Phải uống đi. Nghe đi, nghe điện thoại đi. Bây giờ ông uống. Nghe lại. Nghe điện thoại không? Chắc chắn biết về điều này. Anh đã suy nghĩ rất kỹ. Cháu tôi đấy. Qua nhắm được đâu đấy. Vâng. Vâng. Alo. Alo. Đây bố đại diện ấy cắt cái bánh đi xong là mời mọi người uống ấy cho nó. Đấy. Cắt nha. Đấy. Thôi đặt điện thoại xuống. Mua cái KFC. Vâng. Mua Zlichin. Ok. Em quên. À, mọi người vỗ tay. Vỗ tay. Kiểu dưới đây. Anh nhận à. Em xin chúc mừng nè. Tối nay này lần tôi đi lại bệnh. Có oán này. Oán.
Ha 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 ha!